quý vị và các bạn. Cửa hàng lại lấy được một đôi loa mà tôi hay dùng từ là dội bom hay bom dội. Cách đây khoảng 2 tuần, tôi có một đôi hệt như thế này, gần giống như thế này, nhưng nó chỉ khác nhau là M3 và M32 là mã. Đôi loa lần trước bán giá 5 triệu bởi vì nó là M3, đôi loa này là M32 là mã. Về kiểu dáng, về kích thước loa giống hệt nhau, nhưng nó là 2 la mã, giá nhập cao hơn và bán cũng cao hơn, 500.000. Zin tuyệt đối, đôi loa này có chiều cao là 62, bề ngang 37, còn bề sâu là 36. Loa có đường kính bát là 28cm, như nhìn qua thì nó cũng chả khác gì loa bát 30 đâu anh em ạ. Đó, chỉnh phân tần như thường thì mình cứ để nguyên bản ở giữa đi. Loa hai đường tiếng, lỗ thông hơi ở đây. Hai đường tiếng nhưng nó sẽ đầy đủ các giải âm bass, mid, chép. Hai đường tiếng, 5 đường tiếng, 3 đường tiếng. Ra âm như nhau hết, nó chỉ khác nhau về công nghệ sản xuất. Khi đó loa bass nó sẽ có âm mid, loa tép nó có cả âm mid. Một khoảng âm nó như là một cái thước đo thì nó sẽ dàn trải ra. Đó là công nghệ của hãng. Đôi loa này có kích thước khá to đấy các bạn ạ. Chiều cao và chiều sâu nó thuộc dạng khá to đấy. Và nó đánh như dội bom. Đôi loa này anh em có thể ghép vang hát karaoke, bởi vì tiếng bass của nó cực kỳ uy lực. Nhiều đôi loa bass 35 không thể hiện được tiếng bass như đôi loa này. Nó thể hiện bằng những gì cửa hàng tôi đã phối ghép những cái đôi loa trước giống như này đã bán. Và nó cực kỳ dễ ghép âm ly anh em nha. Nó cực kỳ dễ ghép âm ly để ra chất được của loa. Chỉ còn con âm ly tầm 3-4 triệu của dòng Onkyo. Ở đây tôi đang ghép âm ly Onkyo 3.500.000 này. Nó đánh ra chất luôn. Bởi vì tại sao? Bởi vì loa nó dễ ghép âm ly. Loa nó nhạy, nó dễ ghép. Loa này có độ nhạy là 94 decibel. Đây là thông số mặt sau, anh em có thể nhìn đây. Góc cạnh đẹp, 80W, 6 ohm, sản xuất tại Nhật Bản, M32 là mã. Độ nhạy 94 decibel này anh em nha. Đây là băng dính. Đây mặt sau, anh em nhìn thấy rất tinh tươm không? Hàng bãi zin tuyệt đối luôn. Xuất sát tí ti là phải có, nhưng tổng thể là cứng cáp, không lở loét anh em nha, không lở loét. Trùng seri luôn, 1478 này. Bên này cũng vậy. Và đôi loa này thì là gân nguyên bản anh em nha. Đôi loa này gân nó vẫn chưa hỏng và vẫn để nguyên tình trạng của nhà sản xuất. Gân rất mềm, cái mút cao su này mềm. Đó. Nó là công nghệ sản xuất nha. Anh em nhìn đây, dí đây nó có thể cảm giác như kiểu lõm, nhưng nó như vậy đấy. Vì nó dính ở bên trong ấy, có nghĩa nó dính ở cái mép bên trong. Màng là màng giấy, rốn rất to luôn. Đây có lỗ thông hơi này. Rốn to, màng giấy. Nói chung là tuyến loa đẹp. Tuyến loa quá mới luôn. Còn xuất sát ở góc cạnh là phải có, nhưng tuyến loa là đẹp. Thông tin địa chỉ thì rất rõ trên tấm biển, các bác có thể đến tận nơi hoặc là xa đặt cọc, cửa hàng sẽ gửi hàng đi cho anh em. Đôi loa này nó khá to đấy, nếu mà các bác ở xa gần vận chuyển đôi này chắc chắn là nếu Viettel hoặc bưu điện phải 200.000. Đơn giản thôi vì nó to mà. Nếu các bác ở xa mà vận chuyển đôi loa to này người ta chở có 200.000 thì là quá rẻ đấy. Còn gửi xe khách thì may ra nếu có thể lấy tầm 100 vì nó to quá. Mời anh em nghe to, nghe rõ hơn nha. Xem nó thể hiện chất âm như thế nào. Góc cạnh thì vừa nãy tôi đã quay rõ rồi. Chút nữa sẽ thử nhạc tiếng bass mạnh để cho nó ra cái chất.
đỏ nào không. Đôi loa này tôi dám bảo các bác là nó bát 28, nhưng nhiều đôi loa bát 35, 40 không ra được chất bát như này. Cái từ dội bom hay bom dội không phải tự nhiên mà tôi phong cho nó đâu. Đây thông số như nào anh em nhé, 110W điện 100V, số series là 3908. Anh em nào nếu thích cả bộ vừa tiền lại đồng cùng hãng thì đây cũng là sự lựa chọn quá ok. Âm ly này 817. Mất em rồi, anh biết tên nơi nào. Hạnh phúc vỡ chia đôi đường. Đường em đi mãi cách xa, con đường cũ. Khóc thật nhiều cho với niềm thương đau. Có nhau rồi, rồi lại mất nhau. Vòng tay em. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại. Zin tuyệt đối anh em nhé. Kích cỡ thì là chiều cao là đâu 62 thì phải, chiều ngang 37, chiều sâu 36.